Ngày 29 tháng 11 cũng là ngày thi đấu áp chót của giải vô địch Vô Việt Nam Thế giới lần thứ 7 năm 2023. Ở nội dung biểu diễn đa luyện vũ khí nữ, bốn võ sĩ Lâm Thị Thùy Mị, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Chí Linh xuất sắc mang về tấm huy chương vàng thứ 18 cho đoàn Việt Nam. Đáng chú ý, các võ sĩ Algeria cũng thi đấu rất hay, có cùng tổng điểm 270 như đội Việt Nam, nhưng ngậm ngùi giành tấm huy chương bạc do thua kém về chỉ số phụ. Ở nội dung đối kháng hạng cân 82kg nam, võ sĩ Kebuche Aysam của đoàn Algeria bước lên sàn đấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ. Aysam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại đáng tiếc trước võ sĩ người Nga Artem Kuzukin do thua thiệt về thể lực vì thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận trong ngày. Mặc dù vậy, kết quả này chỉ làm đoàn Algeria bớt vui hơn một chút, bởi trước đó đại diện Bắc Phi đã giành thêm 3 huy chương vàng lần lượt ở các nội dung đa luyện vũ khí nam, thập tự quyền nữ và song luyện giao nam. Với 8 tấm huy chương vàng giành được sau ngày 29 tháng 11, đoàn Algeria cầm chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Chiến thắng này không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là Algeria đã có thêm một huy chương vàng và chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Như vậy, kết thúc ngày 29 tháng 11, đoàn Việt Nam đã hoàn thành tất cả nội dung thi đấu. Với 18 tấm huy chương vàng giành được, nước chủ nhà khép lại giải vô địch thế giới với vị trí nhất toàn đoàn, khẳng định vị trí thống trị của quốc gia sáng lập ra Vô Việt Nam Việt Võ Đạo.